Bà con có con bà tê 72 21 ngựa 35.000 vòng 33.500 vòng trên phút, 21 ngựa 35.000 vòng trên phút. Bà con bà tê 72 biết phải im lắm. Bà con nào có nhu cầu alo nha, cái cục này là cục nén hơi luôn nè, quá trời máy còn đẹp nguyên chưa cắt ra luôn. Sáng mời có test thử bà con coi nha. 3T72 21 ngựa 3.500 vòng trên phút, tua cực nhanh luôn bà con, máy chạy rất êm. Máy này dùng để bắn bụi ngoài đường nè, bắn bụi ngoài đường nè, gắn vô có cái súng bắn hơi mạnh lắm. Chứ giờ nó chạy nó mới có 1.775 giờ thôi. Nó là thường thường mấy cơ giới này là 1.800 nó bỏ nha bà con. Mới Nhật xài đúng cỡ 1.800 là nó bỏ, này là 1.700 à. Nguyên thùng này nặng 520 kg. AT72 21 ngựa, chạy bơm hơi, nó dành bắn hơi mạnh lắm. Đây thùng hơi nữa nè, máy còn xin nè, máy còn đen mung luôn nè. Đời 3T nổi im lắm, sáng mai nổi bà con coi nha. Anh nào có nhu cầu alo. Đây là 3T72 21 ngựa 3.500 vòng trên phút, máy còn khá đẹp. Nó nguyên cái thùng nữa rồi con, kép trước đồ đầy đủ hết. Thùng này cách âm nó nổ rất im. Con nào có nhu cầu đó alo, mua đầu máy thì bán đầu máy, mua thùng thì bán thùng luôn. Nó nữa cần thì alo nha. 3T72 máy còn đen đẹp lắm, hai bộ hơi luôn. Đồ còn cứng lắm, chưa bị mục luôn. Bếp này là bếp bự mà con, máy gửi lên đẹp lắm. Đời 12V 3T72. Đây nguyên thùng của Nhật vậy, nguyên thùng nè. Về tối quá, giờ giờ nào quay cho bà con vậy đó. Máy còn nguyên vẹn luôn. Hai phá bơm luôn nè, rất an toàn. Bảo vệ bét tối đa luôn, rất là kỹ. Đại này là bảo đảm không hư bét phun nè, đỡ hư heo dầu với bơm cao áp, đỡ hư lắm, đỡ bụi. Chung mấy máy nào dầu cũng vậy bà con, đừng để xích dầu là máy nào sẽ không bền. Tại mỗi lần mà con hết dầu một lần bằng mà con chạy năm, nó mau mòn ba cái hệ phóng bơm cao áp, hay là gọi là bét phun của ngoài mấy anh em nào ngoài Bắc gọi á. Còn Việt Nam gọi là heo dầu với bét. Nếu mà làm với sinh sạch bình dầu này này thì cái bét phun với cái bơm cao áp của mình hay heo dầu đó sẽ sợi ngon hơn, ít có bị lỗi trong quá trình hoạt động. Hình như mà làm bà con nào làm vệ sinh hết, nếu mà mua về làm vệ sinh hết toàn bộ mấy cái này lại là xài hình như là không hư luôn bà con. Đừng để hết dầu thôi, hết dầu rất là mau mòn. Hết dầu một lần nghĩ bằng bà con xài năm á, nó bào mòn ghê lắm. Hết nhớt thì nó hư máy, nhưng hết dầu hết dầu nó không hư mà nó mòn, nó mau xuống. Trong khi cái nào điện tử thì hết nhớt cũng không chạy, nó báo lỗi, còn hết dầu là nó mau mòn liền. Nó gán chạy chạy cái nó bơm cái hư bơm có áp chưa à. Cái này nó có báo bụi luôn nè, báo bụi là nó hú, nếu mà bụi bám cái lượt nhiều quá nó kêu nè, báo đèn. Bơm này khá đẹp, xanh dần nè. Đây 3T72 nha bà con, 21 ngựa, dòng tua là cực đại luôn, 3.500 dòng luôn. Con này sát lớn đó, bà con nào có nhu cầu alo nha. Con nào muốn mua nguyên cục này cũng được không?
Bây giờ Phi quay cho con coi luôn. Nhà dành để gắn mấy súng bắn bụi rồi nha bà con. Bắn bụi mà mấy người là công trình đường rồi nè, cầu đường nè. Mạnh lắm. To ghê, cái này khoảng 1m6. Từ đây qua đó khoảng 1m6. Thì ngang khoảng 8 tấc. Dạ, đầy đủ đề sạc là đủ luôn. Quay thông số nha, chỉ đặt cho con coi nè. 23T72 21 nữa, 3 ngày nay trên dòng trên phút. Đây nó có báo bụi nè con, bụi là nó cái quang đèn tự báo, chớp đèn. Để em làm vệ sinh. Khá đẹp. Nguyên quẹn luôn. Cái này nó cái thống làm mát nhất nè bà con. Làm mát nhất luôn nè, nhất này làm mát bằng kép nước luôn. Làm mát bằng kép luôn, cả kép nước, cả kép nhớt. Đây, nhớt đây, dầu. Đây là cái lọc nhớt nè. Đây, nhớt bơm lên đây. Lọc qua đây và đẩy vô máy. Đây là máy này làm nhớt bằng mát nhớt luôn bà con. Chạy chắc không nóng rồi. Đời này nổi chắc đã lắm, tại vì nó nhớt là mát nhớt nên máy nó rất còn đẹp, không bị chốc nước sơn nè, do nóng quá. Test ngày mai thử bà con coi. 3T72 21 nữa, 3500 vòng trên phút, tua rất là nhanh. Anh em nào chạy vô lãi ở 8m1 hoặc 7m2 là chạy vô tư luôn, tua rất là nhanh. Thường chạy lại bà con nên chạy tôi nhanh mà chỉ thẳng á, nếu mà bà con không chạy nặng thì chạy nhanh hơn là khúc xéo. Xéo dành để chở ghe nặng á thì nó nhanh, nó im hơn. Đúng rồi, cái đời này hai kép luôn, một kép nước, một kép nó nhớt. Heo này nạp nhanh lắm bà con. Hai lượt dầu là thấy máy này chắc chắn. Chạy rất là đều. Không có bị trục trặc gì dầu. Khá đẹp. 3T 72 21 nữa, 3500 trên phút. Nhật nhật thường thường là quy định xe mấy đồ cơ giới là khoảng 1800 rồi con, hôm nay 1700 à. Còn khoảng 25 giờ nó mới hết hạn mà nó bỏ à. Nó cũng còn khá đẹp ở trong. Quan trọng là mát nhớt, chắc cái máy nó chưa đến nỗi là hao tổn bao nhiêu đâu. Là cái mặt tiếp lô của nó. Báo nhớt, báo nước, báo bình tự động rồi không? Báo dầu luôn, báo nước luôn nè. Báo bụi luôn. Báo nguồn đầy đủ. Bà con nó thích cái dòng 3T thì alo nghe 0886356707. Mai sáng đi test thử cho bà con coi. Bảo rất là đã. T72 nha bà con. Rất là đẹp. Chào bà con.